Không học thêm, nam sinh Bình Định đạt 8.0 IELTS trong lần thi đầu tiên. Không chuyên Anh, không học thêm, Nguyễn Hiếu Nhân, 17 tuổi, học sinh trường trung học phổ thông số 1 Phù Mỹ, Bình Định đã nỗ lực tự học IELTS và đạt 8.0 ngay lần thi đầu tiên. Sau hơn một năm tự ôn luyện IELTS, cuối tháng 6 vừa qua, Hiếu Nhân đã đạt 8.0 IELTS overall. Trong đó kỹ năng listening đạt điểm tuyệt đối 9.0, reading 8.5, speaking 7.0 và writing 7.0. Nhân chia sẻ, từ năm lớp 10 đã bắt đầu tìm hiểu về các ngành học để định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Nhận thấy nếu có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên sẽ có cơ hội xét tuyển thẳng vào một số trường đại học lớn, nam sinh quyết định ôn tập để thi IELTS. Nhà ở nông thôn, việc di chuyển lên thành phố để học thêm khá khó khăn. Hơn nữa, chi phí theo học tại các trung tâm luyện thi cũng rất lớn nên cậu học trò nhỏ quyết tâm tự học tại nhà, bắt đầu dành 3 đến 4 tiếng mỗi ngày để học tiếng Anh. Em nghĩ có thể tự học được vì trên mạng có rất nhiều tài liệu, chương trình ôn luyện IEL miễn phí. Hơn nữa, việc học ở nhà cũng giúp em cảm thấy thoải mái và dễ tiếp thu hơn, Nhân chia sẻ. Ban đầu, nam sinh dành nguyên năm lớp 10 để học từ vựng. Mỗi ngày, Nhân học khoảng 20 từ mới. Để tránh tình trạng học trước quên sau, Nhân thường dành một ngày trong tháng để ôn lại tất cả từ vựng vừa học ở tháng trước, đồng thời ứng dụng vào thực tế để nhớ lâu hơn. Vị trí nhớ không tốt mà từ vựng cần học thì lại quá nhiều nên em đã chọn cách ôn đi ôn lại nhiều lần, càng nhiều càng tốt. Cũng nhờ vậy mà khả năng giết đinh của em tăng lên đáng kể, Nhân nói. Tính đến thời điểm thi, số từ vựng mà Nhân học được đã lên tới 7.000 từ. Sau khi có được một vốn từ kha khá, từ giữa năm lớp 10, Nhân bắt đầu tập trung luyện phần giết đinh. Tuy nhiên, vì quá chú tâm vào việc làm nhiều đề thay vì làm kỹ một đề nên suốt một thời gian, số đáp án đúng của nhân chỉ dừng ở mức 24 đến 27 trên 40 câu. Tìm ra lý do, nhân hạn chế giải đề ảo ảo như trước. Bài nào làm xong, nam sinh lên mạng tìm những trang web đã dịch và sửa bài rồi đối chiếu với phần mình làm. Nội dung nào không hiểu thì nhân đọc đi đọc lại, gặp từ mới thì ghi chép để học sau. Không chỉ vậy, lúc rảnh rỗi nhân thường lấy những đề giết đinh mình đã giải để xem lại nhiều lần. Việc này giúp nam sinh hiểu sâu hơn nội dung bài, nhớ lại từng lỗi sai và nắm chắc từ vựng mới. Chữa bài khá kỹ nên một tuần em chỉ làm được 2 đề. Nhưng sau một tháng số đáp án đúng của em đã đạt 38 trên 40 câu. Lúc ấy, em thật sự rất vui khi phương pháp học của mình đã có hiệu quả, nhân bày tỏ. Đối với hai kỹ năng giai tinh và sở bích kinh, vì không có người hướng dẫn cụ thể nên quá trình học của nhân cũng gặp phải nhiều khó khăn. Không ít lần vì làm đề sai quá nhiều hay nói cả tiếng vẫn chưa trôi chảy, Cậu học trò nhỏ đã không kìm chế được cảm xúc mà xé đề rồi bật khóc. Những lúc ấy, em cảm thấy vô cùng bất lực và tủi thân vì không ai bên cạnh động viên, giúp đỡ, nhân chia sẻ. Để cải thiện hai kỹ năng này, Nhân đã dành nhiều thời gian để tìm kiếm các bài sửa miễn phí trên mạng rồi đọc kỹ để hiểu ra vấn đề. Bên cạnh đó, nam sinh cũng ưu tiên nghe đi nghe lại một đề 4 đến 5 lần theo hình thức ngắt quãng vào các buổi trong ngày. Mặc dù tốn thời gian, nhưng chỉ sau một tháng áp dụng phương pháp này, số điểm của nhân đã bứt phá từ 5.0 lên 7.0 rồi tới 8.0. Một điều mà nhân cũng rút ra từ quá trình ôn tập của mình là việc gạch chân keyword để nắm trước những ý trong bài. Nhờ đó đáp án sẽ chính xác và đầy đủ hơn. Còn đối với kỹ năng giai tinh, nhân vẫn áp dụng chiến thuật cũ là chăm chỉ viết, đọc bài mẫu và sửa thật kỹ. Nam sinh cũng tham khảo nhiều mẫu câu hay viết sẵn để áp dụng thêm trong bài của mình. Ngoài ra, sau khi thi thực tế, nhân rút ra rằng cách viết cô động xúc tích, áp dụng nhiều ba dớp sẽ cho số điểm tốt hơn việc sử dụng nhiều từ vựng khủng. Hòa Mỹ, nhớ lại cảm xúc khi nhận được kết quả thi trên tay, hiếu nhân tâm sự, khi đi thi, em đã không đặt mục tiêu cụ thể mà chỉ cố gắng làm bài hết sức. Vì thế khi đạt 8.0 IEL ngay từ lần thi đầu tiên, em vô cùng vui mừng và bất ngờ, xen lẫn tự hào về bản thân. Để truyền động lực cho các bạn đang ôn luyện IELTS, Nhân đã chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp tự học của mình vào một số hội nhóm trên Facebook loạt bài đăng của nhân ngay sau đó đã nhận về hàng nghìn lượt tương tác